Dẫn chồng đi tu. Anh đây. Sao anh nói 12 giờ về đến nhà mà bây giờ đã 12 giờ 15 rồi vẫn không thấy anh đâu? Gọi điện thì mãi mới nghe máy. Anh đang đi đâu giấu em à? Khổ quá, anh đang tắt đường mà. Chứ anh có đi đâu đâu. Em không tin. Anh gọi video cho em xem nào. Hay là lại đang đi với cô nào? Chứ giờ này làm gì có tắt đường. Anh đang lái xe mà, nguy hiểm lắm. Lát về mình nói chuyện sau nha. Ơ kìa, chưa nói xong đã tắt máy rồi là sao? Làm gì mà không dám gọi video chứ? Anh khai thật đi, anh đi đâu? Khổ quá, anh đã nói là tắt đường mà em vẫn không tin nhỉ? Giờ em muốn anh phải làm sao? Tắt đường sao không dám gọi video cho em? Mà đi làm có cần thiết anh phải ăn diện rồi xịt nước hoa thơm lừng thế không? Sao em cứ đa nghi thế nhỉ? Có biết gọi video trên đường rất nguy hiểm không? Không lẽ giờ anh phải ăn mặc lôi thôi lượm thượm em mới vừa lòng mà? Anh là giám đốc thì ăn mặc cũng phải chỉnh tề chứ. Anh chỉ giỏi ngụy biện thôi. Đưa điện thoại đây, em kiểm tra xem nào. Em mà biết anh có người khác thì chết với em. Đây, em muốn kiểm tra gì thì kiểm tra. Ôm luôn cái điện thoại cũng được. Anh đi ngủ đây, khỏi ăn cơm luôn. Ơ kìa, em nấu cơm rồi, không ăn là sao? Trời ạ, đi đâu đến giờ chưa về? Cả mấy hôm nay rồi, lúc nào cũng về trễ. Gọi điện thì tắt máy. Chắc chắn là anh ấy ngoại tình rồi. Anh về rồi nè. Anh đi đâu mà giờ mới về? Người thì nồng nặc mùi rượu thế này. Còn nữa, tại sao lại tắt máy? Anh đi với cô nào đúng không? Vậy, vậy nói chuyện với em nào. Trời ơi là trời, anh có người khác bên ngoài đúng không? Đồ vô tâm, đáng ghét. Trời ơi, sao tôi lại khổ thế này? Đại sư, con khổ tâm lắm. Chắc chắn là chồng con đã ngoại tình. Nhưng con không thể tìm ra bằng chứng. Con phải làm gì bây giờ? Ta đã nghe và hiểu hết câu chuyện của con. Nhưng tại sao không có bằng chứng mà con lại nghi ngờ chồng mình như thế? Theo như con kể, thì anh ta vẫn yêu thương con, vẫn quan tâm đến gia đình mà. Đại sư, người biết không? Chúng con kết hôn với nhau được 3 năm rồi. Ngày đó, chồng của con còn là một anh chàng nghèo kiết xác. Vì con thấy anh ấy tốt tính với có tài, nên mới đồng ý lấy. Nhưng giờ anh ấy đã công thành danh toại, lại là người hào phóng rộng rãi, lại có ngoại hình, tự nhiên sẽ trở thành đối tượng theo đuổi của rất nhiều cô gái. Mà con thì cùng với năm tháng sẽ trở nên kém hấp dẫn. Con sợ. Ta hiểu rồi, con chờ ta một lát. Trong lúc chờ câu trả lời, ta sẽ gọt quả táo này cho con ăn. Ta thấy bên ngoài đây là một quả táo ngon, nhưng ta lại nghi ngờ bên trong quả táo lại có sâu. Vì vậy ta sẽ gọt hết một lượt xem sao. Dạ. Lớp này không có sâu thì sẽ gọt tiếp đến lớp khác. Chắc chắn trong quả táo này sẽ có sâu. Đại sư, có vẻ như người đã phí hoài trái táo ngon rồi. Đã gọt hết quả táo đến mức trơ cả hạt ra mà có thấy con sâu nào đâu. Mà trong quả táo ngon như vậy, lý do gì người lại nghĩ bên trong nó có sâu chứ ạ? À? Con cũng thấy rồi đó. Rõ ràng đây là một quả táo rất ngon. Vậy mà chỉ vì sự nghi ngờ rằng bên trong nó có sâu mà ta đã gọt hết. Cái gọi là sâu bọ thực tế không tồn tại. Nhưng khi chúng ta hiểu ra thì quả táo đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Quả táo chính là sự tượng trưng cho hạnh phúc của con và chồng. Sâu bọ chính là ngoại tình. Con đừng vì những con sâu bọ chỉ có trong trí tưởng tượng của mình mà phá hỏng quả táo. Đừng để đến lúc hạnh phúc của con chỉ còn lại chiếc hạt xấu xí. Con hiểu rồi thưa đại sư.
Bấy lâu nay con đã quá đa nghi rồi. Nghĩ lại thì ngoài những vấn đề con tự lo lắng ra thì chồng con vẫn rất yêu thương con. Nếu đại sư không kịp thời nhắc nhở, có lẽ con đã phạm sai lầm, tự tay phá hỏng hạnh phúc của mình rồi. Con cảm ơn đại sư. Ghen tuông mù quáng chính là con dao giết chết tình yêu. Vợ à, em đi đâu mà từ sáng đến giờ anh gọi không được vậy? Anh xin lỗi vợ, anh biết anh sai rồi. Vợ đừng giận anh nữa. Tối qua anh đi tiếp khách nên có hơi quá chén. Điện thoại anh lại hết pin. Anh thề là anh không có đi với ai cả. Em hãy tin anh nhé. Em biết rồi, em không trách anh đâu. Lần sau đừng uống nhiều như thế nữa là được. Em đang ở chùa lễ, chuẩn bị về bây giờ đây. Yeah, vợ đúng là đáng yêu nhất trên đời. Thế tối nay anh đưa em đi ăn nhà hàng để chuộc lỗi nhé. Yêu em nhiều. Em cũng yêu anh. Lời nói dối ngọt ngào. Sao hôm nào anh cũng về muộn vậy? Thì toàn công việc, chứ anh có chơi đâu. Mà em ở nhà suốt ngày, không đồng cảm với chồng được, thì cũng đừng có cằn nhằn. Anh cảm thấy rất là mệt mỏi. Sao anh nặng lời với em thế? Ngày xưa yêu nhau, anh có bao giờ thế đâu. Nghĩa là lấy vợ vào, anh thấy bận lòng mà. Em đang bầu bí, anh chẳng đỡ đần em thì chứ. Cũng chẳng được lời an ủi động viên nào. Lại trách móc, lại phàn nàn. Anh mệt mỏi lắm em có biết không? Ngày xưa yêu, em cũng có thế này bao giờ đâu. Anh quá đáng lắm. Nếu anh mệt mỏi như vậy thì thôi luôn đi. Biết lấy vợ mà mệt mỏi thế này thì thà ở vậy còn hơn. Xem nè, người yêu cũ của ông càng ngày càng xinh nha. Dạ, lâu lắm rồi không gặp nàng. Không ngờ giờ khác quá. Ông gửi cho tôi thông tin Facebook của nàng đi. Nè, muốn nói lại tình xưa hả? Nhớ là một vợ và sắp làm bố rồi nha. Chỉ là xem thử tri kỷ ngày xưa của mình giờ thế nào thôi mà. Ừ, lâu lắm rồi mới nghe giọng nói của em. Nhờ có Phong, bạn mới tìm được thông tin của em đó. Tất nhiên anh luôn có thời gian dành cho em mà. Thế nha. Hẹn gặp lại em nha. Dạ, ngày đó mình và cô ấy đã từng yêu nhau say đắm. Mới chỉ gọi điện thôi, mà sao tự dưng mình cũng cảm thấy thổn thức thế này. Chả nhẽ con tim... Giá như... Ừ, alo. Con ơi, về ngay đi. Ba đang nguy kịch lắm rồi con à. Mẹ nói sao? Ba! Ba ơi! Ông ấy đã ra đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản. Hãy yên nghỉ mình nha. Việc an táng cho ba con coi như đã xong xuôi rồi đó. Giờ con giúp mẹ thu dọn những di vật của ba nha. Vâng ạ. Mẹ à, nhìn kỹ vật của ba, mẹ lại nhớ ba ư? Mẹ đọc được những dòng này trong nhật ký của ba con, khiến tim mẹ nhói đau. Đó là những kỷ niệm và cả những thâm trầm mà cả cuộc đời vợ chồng, mẹ và ba con đã trải qua. Không ngờ ba lại viết lách thế này, toàn những dòng chữ dành cho mẹ và gia đình không thôi. Con quỷ trong đêm. Con quỷ đêm hôm đấy là... Anh định đưa thằng bé đi đâu vậy? Cuối tuần,
Tôi muốn đưa con ra ngoài dạo chơi. Em cứ làm việc gì mình muốn đi. Ba ơi, sao con thấy ba mẹ hay cãi nhau vậy ba? Ba mẹ của các bạn khác có vậy không ba? Ừ, ba xin lỗi con trai. Ba mẹ sẽ cố gắng không như thế nữa đâu. Giờ ba đưa mình đi chơi. À, xong rồi à, mình xem phim nữa nha. Mình thích xem phim gì nè? Yeah, được đi xem phim rồi, thích quá à. Ba con mình đi thôi. Hôm nay vui quá ba ạ, được đi chơi, được xem phim, trở lại ăn kem nữa. Ngon quá ba ơi. Mình vui là ba cũng vui rồi. Hôm sau cuối tuần được nghỉ, ba lại cho mình đi chơi tiếp nha. Vâng ạ, nhưng con muốn có cả mẹ nữa cơ, như thế sẽ càng vui hơn nữa. Trời ơi, sao thế ba? Con đừng nói, đừng nhìn gì nha. Có một con quỷ ở đằng trước. Ba con mình phải ra khỏi đây ngay thôi. Con quỷ ạ? Ba ơi, con quỷ lúc nãy ba nhìn thấy trông thế nào ạ? Con đừng hỏi nha. Nếu nó biết con sẽ không thoát được khỏi nó đâu. Con mau vào nhà đi con. Có lẽ đó là những ngày đáng nhớ và cũng là đáng sợ nhất trong cuộc đời của cả ba và mẹ. Hồi đó mẹ cũng biết câu chuyện về con quỷ của ba ư? Mẹ ơi! Ba đi làm rồi hả mẹ? Ba đi làm từ sáng. Sao vậy con? Mẹ ơi, đêm qua khi con và ba đi xem phim về, đến ngã rẽ gần nhà, ba phải bịt mắt con lại vì ba thấy có một con quỷ. Ba nói con không được nói gì, không được nhìn, vì con quỷ mà thấy nó sẽ bắt con đó. Ba còn dặn con không được hỏi về con quỷ nữa mẹ ạ. Đó là một con quỷ đi lạc, con đừng sợ nha, mẹ sẽ chẳng để ai làm hại con đâu. Vâng ạ. Xem phim dắt con về nhà, bất chợt đến ngã rẽ gần nhà, nhìn thấy vợ mình cùng người đàn ông lạ đang hạnh phúc bên nhau. Tôi đau nhói trong tim vì người vợ mình hết mực yêu thương lại phản bội mình. Đó chính là lý do mà vợ chồng tôi thường xuyên cãi vã nhau. Thương con, không muốn con bị ám ảnh bởi hình ảnh xấu đó về người mẹ yêu dấu của mình. Vì vậy tôi đành phải nói dối về con quỷ đó. Hóa ra bà nói dối mình về con quỷ đó. Nó không có thật, mà sự thật, con quỷ đó chính là... Ba mẹ đã suýt rơi xuống từ bờ vực tan vỡ. Mẹ suýt đã đánh mất hạnh phúc nếu như không vô tình nhận ra. Nhưng tại sao ba gọi người đó là con quỷ? Có lẽ ba đã rất căm ghét. Ba con không căm ghét nó, mà dùng con quỷ như một lời cảnh báo. Ba biết chuyện của mẹ, nhưng ba không hề giận dữ, mà chọn cách nhường nhịn cho mẹ. Nhưng mẹ lại không nhận ra, và vẫn lựa chọn theo cách của mình. Suýt chút nữa đã ly dị với ba, nếu như ngày hôm đó mẹ không vô tình biết được. Hôm đó, mẹ mới biết ba là người hay ghi chép lại những cảm xúc của mình vào trong nhật ký. Mẹ đã đọc tất cả những gì mà ba con viết trong quyển sổ đó, và biết được ba cũng từng có tình cảm với một cô gái khác. Nhưng cuối cùng, ba con đã lựa chọn gia đình. Dừng lại đúng lúc, ba đã gọi tên cho việc say nắng của mình là con quỷ để cảnh tỉnh bản thân mình. Vì thế, mẹ đã suy nghĩ lại. Mẹ đã rất xấu hổ. Đúng như ba con đã nói, say nắng là bản năng ai cũng có thể gặp. Nhưng chung thủy
lại là lựa chọn và ba con đã chọn gia đình con à. Chúng ta mãi là một gia đình. Thằng Minh cần có một mái ấm trọn vẹn. Ba mẹ đã rất hạnh phúc bên nhau cho tới khi ba con trút hơi thở cuối cùng. Chính ba là người mang đến cho mẹ biết sự viên mãn lúc về già là như thế nào. Tất cả là vì tình yêu tuyệt vời của ba con đó Minh à. Con cảm ơn ba mẹ. Con đôi lúc đã vô tình quên mất tình cảm thiêng liêng của những người thân trong gia đình dành cho nhau. Con hãy nhớ lấy, gia đình luôn là tất cả, hãy như ba của con. Hóa ra, cuộc hôn nhân nào cũng có thể xuất hiện những con quỷ. Nhưng việc chống lại được nó hay không lại phụ thuộc vào chính lựa chọn của mỗi người. Bà, con sẽ sống xứng đáng với những gì mà ba đã dành cho con. Câu chuyện con quỷ của ba sẽ đi theo con suốt cuộc đời này. Con nguyện là một người cha tốt như ba. Anh sẽ luôn bên cạnh hai mẹ con. Phát minh ra tia X. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về ông Röntgen, một nhà vật lý người Đức đoạt giải Nobel năm 1901. Ông đã có phát hiện cực kỳ ấn tượng, đem đến bước đột phá cho sự phát triển của nhiều ngành, đặc biệt là y học. Năm 1895, Đức. Bà Anna, có chuyện gì mà có vẻ sốt ruột như vậy ạ? Hôm nay tôi làm bánh, món bánh pudding mà ông Röntgen rất thích. Nhưng chỉ e rằng ông ấy lại về muộn mà quên mất lời dặn của tôi thôi. Ngày nào ông ấy say mê nghiên cứu như vậy, tôi cũng e là hôm nay ông ấy lại về muộn thôi ạ. Hay là để tôi mang bánh đến phòng thí nghiệm cho ngài ấy vậy, thưa bà? Thôi, không cần đâu. May này bà cũng không có được khỏe mà. Ngoài trời lại lạnh lắm. Bà Maria, trán bà đỡ nóng hay chưa? Tôi đỡ sốt rồi bà chủ à. Cần phải hết sức giữ gìn sức khỏe mới được. Để sang cuối tuần tôi đưa bà đến phòng khám. Thôi giờ bà vào trong nghỉ ngơi đi. Hả? Giám đốc vẫn chưa về sao? Hay ông ấy mãi nghiên cứu mà quên cả thời gian ấy? Để tôi gõ cửa nha. Ấy, đừng hỏi về thời gian với vị giáo sư này. Ngài ấy có một niềm đam mê bất tận với nghiên cứu khoa học, mà chẳng một lý do nào có thể nhấc ông ấy ra khỏi cái ghế kia được đâu. Thôi chết, thế mà đã 12 giờ đêm rồi hay sao? Hình như là vợ mình có nhắc là hôm nay về sớm thì phải. Gì thế kia? Một luồng ánh sáng xanh từ đâu thế nhỉ? Mình hãy cứ thử rút phích cắm ra xem thế nào đã. Hóa ra ánh sáng đó phát ra là từ tia cathode này, lạ thật. Sao muộn thế rồi mà bà vẫn chưa đi ngủ sao? Ông Röntgen à, chẳng lẽ ông không nhớ chút nào đến lời dặn của tôi ban sáng hay sao? Bà không biết đâu, hôm nay khi đóng cửa phòng thí nghiệm, tôi đã thật bất ngờ khi thấy một luồng sáng lạ phát ra từ tia cathode. Chắc chắn là có nhiều điều bí ẩn xoay xung quanh cái ống cathode đó. Tôi háo hức quá, sắp tới tôi phải tập trung vào nghiên cứu để làm rõ vấn đề này mới được. Một thứ tia sáng kỳ lạ. Xem kìa, chưa bao giờ mình thấy ông ấy vui đến như vậy. Ông ấy thậm chí còn quên mất cả việc nghe tiếp câu chuyện của mình nữa. Vậy là những ngày sau đó, Röntgen đã dành toàn bộ thời gian của mình để nghiên cứu về tia ánh sáng mới. Việc tia cathode vẫn duy trì năng lượng của chúng để gây cảm ứng huỳnh quang trong điều kiện có vật cản khiến ông vô cùng bất ngờ. Trời ơi! Loại tia bí ẩn này có khả năng xuyên qua gỗ, kim loại và một số vật chất khác. Những điều mà xưa nay chưa có hợp chất nào có thể làm được. Nhưng tia sáng này có được là do đâu?
khi một hiệu số điện thế cao được tạo ra từ hai điện cực được nung nóng đến một nhiệt độ cao. Đây chính là nguyên nhân làm cho các electron phóng điện tích ra. Các electron này được đẩy nhanh đến cực dương và chạm vào cực dương với vận tốc bằng nửa vận tốc ánh sáng. Quá trình này làm giải phóng năng lượng ở các dạng nhiệt. Chỉ 1% của năng lượng này là tia sáng lạ kia. Không biết là tia sáng này có xuyên qua được những vật rắn hơn nữa không? Mình thử lấy chiếc hộp dụng cụ trong đó có chứa quả cần kim loại để đặt dưới tia sáng bí ẩn kia, xem liệu tia sáng kia có xuyên qua được cái hộp đó hay không. Trời ơi, không ngờ chúng có thể xuyên qua được cả những vật rắn như là sắt như vậy. Ôi trời ơi, mình lại còn thấy được cả những khớp xương của mình như thế này. Thật là kỳ diệu. Bà vào đây, vào đây. Tôi có một bất ngờ cho bà đây. Có việc gì mà ông kéo tôi đến tận phòng thí nghiệm của ông thế này? Bà hãy cứ chờ đó, rồi bà sẽ tìm thấy điều bất ngờ. Được rồi đó, đã đủ 15 phút rồi. Bà hãy bỏ tay ra đi nào. Đây, bà nhìn xem, có kỳ diệu không nè. Gì mà nhìn kỳ quặc thế này? Là bàn tay của tôi đó hả? Tôi đã phát hiện ra một thứ tia sáng sinh ra trong quá trình phóng điện trong tia cathode này, mà tôi tạm gọi là tia X, và nó có thể xuyên thấu đó. Bà thấy tuyệt vời không? Tôi không biết là thứ tia sáng gì, nhưng mà tôi không muốn nhìn thấy thứ chết tiệt đó lần nào nữa cả. Nhìn tôi qua cái tia ấy như chỉ còn lại bộ xương á. Tôi không muốn nhìn thấy trước cái chết của mình đâu. Ơ kìa, bà nè, dừng lại đi đã. Mặc dù bà Anna rất sợ hãi và không bao giờ dám bước đến phòng thí nghiệm của chồng, nhưng Röntgen không ngần ngại công bố bức ảnh chụp cùng những nghiên cứu đầu tiên của ông. Ngay lập tức, công bố của ông Röntgen được toàn thế giới chú ý, đặc biệt là những nhà y học. Từ kết quả nghiên cứu của ông, những ứng dụng chụp ảnh bên trong vật thể trở nên vô cùng phổ biến và đại trà. Chỉ trong phút chốc, Röntgen trở thành một cái tên được nhắc đến ở khắp mọi nơi vì phát minh ra tia X kỳ diệu này. Dạ thưa ông Röntgen, có người muốn gặp ông ạ. Ai vậy nhỉ? Bà mời người đó vào trong này đi. Dạ chào ngài, xin tự giới thiệu với ngài, tôi là đô đốc hải quân, tôi đem đến cho ngài một lời đề nghị hấp dẫn đây. Vâng, xin ngài cứ nói. Tôi xin nói thẳng vấn đề ra ở đây. Ngài hãy đi đăng ký bằng sáng chế tia X và sau đó kết hợp với chúng tôi để nghiên cứu cho tia X trong lĩnh vực tàu chiến. Ngài sẽ nhận được số tiền vượt xa so với tưởng tượng của ngài chỉ sau một cái bắt tay đấy ạ, thưa ngài. Xin lỗi, cho tôi từ chối lời đề nghị hấp dẫn của ngài. Tại sao? Tôi có lý do của mình. Lẽ nào ông ta còn những lời đề nghị hấp dẫn hơn cả lời đề nghị của mình hay sao? Đúng là một kẻ đanh đá và ranh ma. Ông Röntgen, phòng phẫu thuật đã chụp được một vệt xám ở trong lá phổi của bác Maria đó. Họ kết luận là bác ấy bị ung thư giai đoạn đầu. Bảo sao mấy nay bác ấy thấy trong người không được khỏe và thi thoảng sốt về chiều lắm. Nếu là giai đoạn đầu thì y học có thể can thiệp được rồi. Bà động viên bác ấy cứ yên tâm nha. Cũng may là nhờ có cái tia X gì đó của ông mà phòng phẫu thuật họ mới phát hiện ra một vết đen mới xuất hiện trong phổi của bác ấy đấy. Thế bây giờ bà còn khiếp sợ với tia sáng mà khiến bà cảm thấy như mình thấy cái chết báo trước chưa? Tôi không thấy sợ nữa, vì rõ ràng là tia sáng ấy đã góp rất nhiều cho y học, giúp phát hiện ra những bệnh hiểm nghèo trong cơ thể để hồi sinh sự sống. Phải, rồi sắp tới đây, tia sáng đó cũng sẽ được ứng dụng nhiều hơn nữa trong y học để phát hiện ra nhiều bệnh hiểm nghèo bên trong cơ thể người mà trước đây y khoa chỉ có cách phẫu thuật mới thấy được. Và đó cũng chính là lý do tôi không đăng ký bằng sáng chế. Tôi muốn phát hiện này của mình là của chung nhân loại, ai cũng có quyền sử dụng nó vào những mục đích tốt đẹp. Röntgen, tôi tự hào về mình. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!